xin giới thiệu với các em. Ngày hôm nay, lớp của chúng ta sẽ có một bạn học sinh mới chuyển trường, chuyển vào lớp mình và bạn này cũng có thành tích học tập khá là cao. Và Mimi, em vô đây nào. Dạ, em chào cô, mình chào các bạn. Mình là học sinh mới, có gì không hiểu thì mong các bạn giúp đỡ mình hơn. Wow, cũng xinh quá ta. Nói gì á, trời đất ơi, Mai à, cậu nói tầm bậy. Làm sao mà xinh bằng thỏ nhà mình được. Thỏ nhà mình nó là xinh nhất rồi. Thôi, cả lớp trật tự. Mimi, em vô chỗ ngồi đi, em ngồi kế thỏ nha. Thỏ là lớp trưởng của lớp mình, có gì không hiểu thì em cứ hỏi thỏ. Cậu là thỏ hả? Chào cậu, mong cậu giúp đỡ mình. Ai quen biết gì mà chào. Mai, đi mua cho tới chai nước nhanh lên. Được rồi, đợi mình xíu mình đi mua liền đây. Trang ơi, mình đau lưng nhức mỏi quá, cậu lại đấm bóp cho mình coi. Được, để mình đấm bóp cho. Quái, sao thỏ lại sai bảo các cậu ấy giống như là chủ với tớ vậy? Vậy mà hai người đó vẫn làm theo răm rắp. Thật kỳ lạ. Lẩm bẩm gì đó học sinh mới. Bây giờ mình thèm ăn bánh su kem quá. Cậu mau đi quét su kem cho mình đi. Nhưng mà bây giờ là giờ học mà. Nhưng tại sao cậu muốn ăn? Cậu không tự đi mua mà ăn lại sai mình như thế. Ngon rồi đó. Trời đất ơi, Mimi, cậu không biết à, thỏ của lớp chúng ta phải nhớ là chùm trường luôn đó. Cậu có biết là ba mẹ thỏ là cái người mà đóng góp như trong trường học, ủng hộ cái trường học này với số vốn là rất rất nhiều không? Cho nên chúng ta phải phục vụ thỏ, biết chưa hả? Thỏ kêu cái gì á thì cậu phải làm theo cái nấy. Ở đó mà còn hỏi nữa. Thì ra là vậy hả? Nhưng mà xin lỗi, mình bận học rồi, mình không có thời gian để đi mua cho cậu đâu. Con này, mày được lắm. Đợi đi, dám chống đối với mình sao? Trời ơi, con nhận Mimi mà ghen thiệt ha. Cả trường này chưa ai dám chống đối thỏ đâu đó. Chỉ cần á hả, thỏ nói một tiếng thôi á là á hả, thiệt luôn á, cả trường mình toan mất. Là cái gì mà ghê gớm dữ vậy? Ủng hộ trường học ư? Ai cũng có phần, ai cũng ủng hộ. Đơn giản ai giàu có hơn thì ủng hộ nhiều hơn. Mắc gì phải ca tụng như vậy? Không ngờ học sinh mới này cũng ghê gớm đấy chứ. Đợi đi. Chà, ngay còn có mắt kiến đi học nữa hả? Cho mượn con. Không được, mình bị cận. Mình phải đeo mắt kiến. Mình mới chỉ làm lại cái mắt kiến khác đó. Cận thì đã sao? Bây giờ tôi mượn có cho mượn hay không? Mình đã bảo là không được rồi mà. Nhưng mà mình cứ thích lấy đó rồi sao hả? Muốn lấy thì lại đây mà lấy nè. Mình đã nói cậu một lần nữa, bây giờ cậu có trả cho mình hay không? Trả đi, nhanh, đây là đồ của mình. Đau quá. Cậu, được lắm cậu. Cậu, trời ơi, chết rồi. Thỏ của chúng ta bị té rồi. Mau đi mép cô thôi. Ôi trời, chuyện gì vậy nè? Cô ơi, cô phải xử công bằng cho em. Mimi đẩy em té. Em đau quá cô. Cô không biết đâu. Rồi ai lên trên bàn cô quậy phá tùm lum đây? Dạ, là Mimi á cô. Mình không có. Tại sao các cậu lại quá đáng như vậy chứ? Cho biết hậu quả chống đối thỏ nhà ta là như thế nào. Mimi, tại sao em lại xô đẩy thỏ vậy hả? Em có biết thỏ là ai không? Dạ thưa cô, em không có đẩy bạn thỏ. Là bạn thỏ giật kiến của em, rồi bạn ấy tự vấp ngã. Không phải cô phải tin em. Em đâu có khùng đâu mà tự làm cho mình té chứ. Cái mắt kiến, em chỉ mượn một xíu thôi. Vậy á, mà bạn Mimi không cho, còn đẩy em nữa. Thôi được rồi, cô xin lỗi em nha thỏ. Nè Mimi, ngày mai em mời phụ huynh lên nói chuyện với cô. Nhưng mà không có nhân gì gì cả. Đợt này là xong Mimi rồi, chống ai lại đi chống thỏ nhà ta. Dạ thưa cô giáo, hôm nay có việc gì mà cô mời tôi lên đây vậy? Chị còn hỏi nữa hả? Con gái của chị đụng ai không đụng để dám đụng vào con gái của tôi. Hôm nay cô giáo phải xử cho công bằng đi đó. Chuyện là Mimi nó đẩy ngã bé thỏ, cho nên là tôi mời chị lên đây để làm việc ạ. Thỏ, có thật sự là bé Mimi nhà cô đẩy con không? Ôi trời, thì là nó đẩy con chứ ai. Cô á, cô mau dạy lại nó đi nha. Không á, thì để cho mẹ con dạy nó. Con á, là còn nhỏ, con không được nói chuyện với cô kiểu như vậy. Sao? Không được nói chuyện kiểu với cô như vậy hả? Cô có biết con gái tôi là ai không? Tôi là cái gì ở trong cái trường này không hả? Mà cô dám đụng tới con gái của tôi. Con gái của cô á, cũng gan to quá rồi đó. Tôi không cần biết cô và con gái cô là cái gì. Nhưng mà cái nào đúng là đúng, sai là sai. Con gái tôi chưa bao giờ vô lý như vậy. Nó là con tôi hiểu rõ nhất. Mẹ ơi, cái mắt kiến á mà mẹ mới mua cho con á, thỏ đời mượn. Sau đó con nói là không được vì con bị cận, con cần mắt kiến để học bài á. Nhưng mà thỏ cứ giật rồi tự té. Bây giờ lại đổ thừa con đẩy ngã. Rồi mẹ hiểu rồi, được rồi, con yên tâm. Con cứ để đó cho mẹ giải quyết. Giải quyết hả? Cô giáo, mau đuổi học cái con bé Mimi này đi.
chồng nó cứ giống như mẹ nó, đúng là mẹ nào con nấy, nhìn phát ghét. Dạ, đúng rồi. Cho nên nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào như thế này cả. Tôi xin lỗi vì sự trường hợp này đã xảy ra. Nè mẹ Mimi, tôi xin lỗi, tôi bắt buộc phải đuổi học bé Mimi thôi. Lý do gì mà cô giáo đòi đuổi học? Cô đã biết rõ sự thật ngụ ngành chưa? Hay là cô chỉ nghe bên một phía nói rồi cô đuổi học? Nhưng mà thật sự á là tôi không còn cách giải quyết nào khác. Cái nhà trường này bị làm sao vậy cơ chứ? Rõ ràng á, cái người bị ức hiếp là con gái của tôi cơ mà. Tôi nói cho chị biết nè. Chị biết tại sao không? Bởi vì á, nghèo kiết xác như chị không có một đóng góp gì cho cái trường học này thì tất nhiên chị xứng đáng chỉ được nhiêu đó thôi. Nếu muốn được như con gái tôi á, như công chúa trong cái trường này á, thì tốt nhất á là hãy đóng góp cho cái trường này hơn tôi đi. Rồi lúc đó chị muốn sao cũng được. Muốn á, từ sai thành đúng, từ chó thành mèo đều được hết. Đúng là quá quá. Ủa chuyện gì vậy cô giáo Trinh? À dạ, có chút chuyện cần phải giải quyết thôi. Ủa con của chị chuyển đến trường này. Trời đất ơi, sao chị không nói em biết nè. Ôi, mà tại sao chị lại lên đây vậy? À thì có người bảo là con gái của chị đẩy con của người ta té, cho nên mời chị lên đây nè. Nhưng mà thật sự á, thì chị biết tính của con bé Mimi nhà chị, nó không bao giờ làm bất cứ điều gì thiệt hại đến người khác. À nè cô giáo Trinh, vụ việc này là sao? Trong lớp mình có camera, tại sao không mở lên coi? Trời ơi, có cái gì đâu mà phải sợ cơ chứ. Ai đây? Đây là thầy hiệu trưởng. Thầy hiệu trưởng hả? Là thầy hiệu trưởng thì đáng lẽ ra phải biết rõ tôi là ai cơ chứ. Mắc mớ gì phải kêu chị ta bằng chị này chị nọ, có vẻ tôn trọng nhỉ. Cô có biết đây là ai không? Đây là chủ tịch hội đồng quản trị đó. Trời đất ơi, cô ấy luôn đóng góp âm thầm cho trường học của chúng ta biết bao nhiêu, cô có biết không hả? Cái gì? Chủ tịch hội đồng quản trị sao? Cái gì? Vậy mà từ đó tới giờ chẳng qua là người ta không muốn phô trương thôi. Tôi nghĩ là trường học của anh có vấn đề đó anh Khoa. Anh nên coi lại cái cách giáo dục và dạy dỗ của cô giáo trên đây ạ. Cô ấy chỉ biết đứng về một phía mà không lắng nghe phía còn lại, và còn đòi đuổi học con gái của tôi nữa. Thật vậy sao? Dạ, chị cứ yên tâm, em sẽ làm việc lại với cô giáo trên đây ạ. Em thành thật xin lỗi chị. Không có gì đâu. Thôi, bây giờ không có gì nữa thì tôi xin phép về trước. Bỏ trăm công ngàn việc chỉ để giải quyết cái vụ không ra gì như thế này. Em thành thật xin lỗi chị. Mimi, con ổn không? Dạ, con không sao mẹ. Vậy con ở lại học tiếp nha, chiều mẹ đón. Dạ. Cô giáo Trinh, cô lên văn phòng của tôi gặp tôi ngay. Dạ. Lần này thì chết rồi. Ta-da, và thế là câu chuyện của chúng ta đến đây cũng đã kết thúc rồi đó ha em, các em thấy không? Dạ, luôn ỷ mình có người có gia thế quyền lực để bắt nạt người khác. Nhưng núi này cao thì sẽ có núi khác cao hơn. Và video của chúng ta đến đây cũng đã kết thúc. Hẹn gặp lại các em ở video sau.